và kết nối nhu cầu hợp tác, đầu tư, giao thương của doanh nghiệp Cần Thơ và Ấn Độ. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến xúc tiến đầu tư thương mại dành cho doanh nghiệp Ấn Độ. Đó là lý do của chương trình hôm nay. Đến tham dự chương trình hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của quý vị đại biểu. Về phía Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Xin trân trọng giới thiệu quý lãnh đạo đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Cần Thơ. Ban tổ chức còn hân hạnh đón tiếp sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp Cần Thơ và doanh nghiệp Ấn Độ, các cơ quan báo chí tham dự và đưa tin. Hội thảo trực tuyến thông qua phần mềm Zoom do phía Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh là máy chủ và kết nối các điểm cầu tại thành phố Cần Thơ, doanh nghiệp Cần Thơ và doanh nghiệp Ấn Độ. Một lần nữa, xin được nhiệt liệt chào đón sự có mặt của tất cả quý vị đại biểu. Để mở đầu chương trình hôm nay, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa Ngài Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa các cơ quan, các tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp Ấn Độ, và kính thưa toàn thể quý đại biểu tham dự cái hội thảo trực tuyến hôm nay. Thì hôm nay thành phố Cần Thơ rất là vinh dự, rất là vui mừng là chào mừng và đón Ngài Tổng lãnh sự thành phố Hồ Chí Minh, các cái doanh nghiệp của Ấn Độ cũng như các cái doanh nghiệp của Cần Thơ và toàn thể quý đại biểu cái tham dự hội thảo cái chương trình xúc tiến đầu tư thương mại dành cho doanh nghiệp Ấn Độ cũng như là dành cho doanh nghiệp của Cần Thơ. Thì lời đầu tiên tôi xin thay mặt thành phố Cần Thơ xin gửi lời đến Ngài Tổng lãnh sự và tất cả quý đại biểu lời chúc sức khỏe, là lời chào mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý đại biểu, thì Việt Nam và Ấn Độ thì có cái mối quan hệ hữu nghị truyền thống và gắn bó lâu đời qua nhiều cái thế hệ được vun đắp và phát triển. Hàng năm thì thành phố Cần Thơ cũng như hội hữu nghị và các cái cơ quan của Cần Thơ tổ chức nhiều cái hoạt động về cái giao lưu và văn hóa và một số cái hoạt động về cái phát triển tình hữu nghị cũng như kết nối về các hoạt động giao thương nhân dân và một số các hoạt động giữa thành phố Cần Thơ và Ấn Độ. Thì như chúng ta đã biết thì hai quốc gia giữa Ấn Độ và Việt Nam thì xem là đối tác chiến lược toàn diện. Thì về phía Ấn Độ thì xem Việt Nam là trở thành một cái đối tác thương mại lớn, trong khi đó Ấn Độ xem Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong cái chính sách hướng đông của Ấn Độ. Thì về phía Ấn Độ là một quốc gia lớn và có thế mạnh phát triển về cái công nghệ nông nghiệp cao, về công nghệ chế biến dược phẩm, đặc biệt là trong những năm gần đây thì cái giao thương theo báo cáo số liệu giữa Ấn Độ và đối với thành phố Cần Thơ thì cái vấn đề nhập khẩu từ Ấn Độ về Cần Thơ thì khoảng là 0,8 triệu USD, thì bao gồm chủ yếu là cái thủy hải sản, thép và nông sản. Còn cái kim ngạch xuất khẩu từ cái Cần Thơ sang Ấn Độ thì khoảng 7,5 triệu USD, thì chủ yếu là dược liệu, nông dược, thú y, phân bón, hóa chất, vân vân. Tuy cái việc xuất nhập khẩu giao thương có cái mức phát triển như vậy,
Nhưng mà trong thời gian qua thì riêng thành phố Cần Thơ thì thấy rằng cái tiềm năng và cái lợi thế giữa thành phố Cần Thơ đối với các cái doanh nghiệp Ấn Độ cũng như là cái đối với Cần Thơ thì nó còn nhiều cái tiềm năng, nhiều cái lợi thế, nhưng mà cái mối giao thương, cái mối quan hệ kinh tế cũng như là cái đầu tư giữa Cần Thơ và Ấn Độ nó có chưa tương xứng với tiềm năng và nó còn thấp. Đặc biệt là Cần Thơ rất mong và quan tâm các cái doanh nghiệp FDI của Ấn Độ có những cái thế mạnh đầu tư vào Cần Thơ, vì Cần Thơ biết là Ấn Độ có những cái tập đoàn toàn cầu và đầu tư nhiều nước trên thế giới, cũng một số nước lân cận ở Cần Thơ, thì cũng mong muốn các cái tập đoàn này đầu tư mạnh hơn nữa trong cái thời gian tới. Thì trong cái thời gian qua thì kính thưa ngài tổng lãnh sự, thì trong cái tháng 9 năm 2020 thành phố Cần Thơ cũng rất là vui mừng đón tiếp ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ cùng với ngài tổng lãnh sự đến thăm và làm việc, cũng như là nắm bắt cái tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và nắm một số cái thông tin về thành phố Cần Thơ để mà có những cái dự kiến giao lưu và cái đầu tư cũng như là cái quan hệ hợp tác trong cái thời gian tới. Thì trong cái thời gian tới thì xin báo cáo với ngài tổng lãnh sự đó, thì đối với các cái doanh nghiệp Cần Thơ như tôi đã trình bày có nhiều cái lợi thế về công nghệ thông tin, về cái công nghệ cao và một số cái hoạt động, một số lĩnh vực rất mạnh. Do đó thành phố Cần Thơ là hiện nay có cái khu công nghệ thông tin tập trung cũng như cái khu logistics cho vùng, thì cũng mong muốn rằng là các cái doanh nghiệp Ấn Độ sẽ đầu tư trong cái thời gian tới. Cũng xin báo cáo với ngài tổng lãnh sự, thì hiện nay đối với thành phố Cần Thơ thì đang được chính phủ quan tâm cái quy hoạch tích hợp của thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và cái tầm nhìn 50. Thì cái quy hoạch tích hợp này thì sẽ quy hoạch một số các cái dự án rất là quan trọng của Cần Thơ, cũng như là một số dự án này có tính kết nối vùng. Cái lợi thế thứ hai nữa thì chính phủ cũng đang có cái quy hoạch vùng để tích hợp kết nối của Cần Thơ và của cả nước. Thì đây là một cái cơ sở quan trọng để kêu gọi đầu tư cho những cái dự án trong thời gian tới. Và cái lợi thế thứ ba trong cái thời gian tới thì xin báo với ngài tổng lãnh sự, thì thành phố Cần Thơ là một cái đô thị trung tâm trực thuộc trung ương của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì được trung ương có một cái nghị quyết số 59 và cũng là để là gọi là cơ chế đặc thù đặc biệt cho thành phố Cần Thơ để có những cái cơ chế thông thoáng, có những cái quyết định thông thoáng mà nó sẽ là thuận lợi không cần phải qua trung ương. Thì xin báo cáo với ngài tổng lãnh sự, thì hiện nay Cần Thơ cũng đang trình với chính phủ, thì trong tháng 12 này thì Quốc hội sẽ thông qua một cái nghị quyết để thực hiện cơ chế đặc thù này. Thì nếu như Quốc hội trong tháng 12 này thông qua thì đầu năm 2022 thì thành phố Cần Thơ có được Quốc hội quyết những cái cơ chế đặc thù, thì rất thuận lợi để cho Cần Thơ kêu gọi một số các dự án trong thời gian tới. Thì như ngài thông tin đã biết, thì vừa qua Quốc hội cũng mới thông qua 4 cái cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa và Nghệ An, thì Cần Thơ có một cái cơ chế ưu đãi đặc biệt riêng như một số các đơn vị đó để cái thu hút đầu tư. Thì trong cái tương lai với cái định hướng cũng như cái thế mạnh về thành phố Cần Thơ là vùng với nhiều các cái trường đại học, thì cái nguồn lực về cái chất lượng cao cũng như công tác đào tạo rồi công nhân lành nghề và một số các lực lượng trẻ, đặc biệt là các lực lượng của các trường đại học và các tỉnh trong khu vực, thì cái đây là một cái nguồn nhân lực cũng rất lớn để mà lợi thế cho Cần Thơ thu hút đầu tư. Thì ngoài ra với vị trí trung tâm, thì báo với ngài tổng lãnh sự, thì trong cái nhiệm kỳ 21-25 này thì trung ương sẽ đầu tư một số các cái tuyến đường cao tốc theo cái hướng trục dọc
từ thành phố Hồ Chí Minh về tới Cà Mau cũng như một số các cái tuyến cao tốc trục ngang là của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và một số các cái đường sắt cũng như là mở rộng cái cảng cái cui và mà mở rộng cái sân bay trong cái thời gian tới thì cũng như cái hệ thống đường biển giao thương thì đây là một cái giao thông kết nối cũng rất thuận lợi để cho Cần Thơ thu hút đầu tư. Thì cũng mong rằng với cái thế mạnh của Ấn Độ cũng như cái uy tín và cái tầm nhìn của ngài đại sứ cũng như ngài tổng lãnh sự thì thay mặt thành phố Cần Thơ cũng kỳ vọng trong cái thời gian tới được sự giới thiệu của ngài tổng lãnh sự một số các cái doanh nghiệp cũng như một số các cái tập đoàn của Ấn Độ sẽ đầu tư vào thành phố Cần Thơ trong cái thời gian tới. Thì cuối cùng xin chúc ngài tổng lãnh sự, quý cơ quan và các cái doanh nghiệp là sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc cho cái hợp tác của cái Cần Thơ với Ấn Độ cũng như là sự hợp tác đầu tư của Cần Thơ với các cái doanh nghiệp trong cái thời gian tới được thành công và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hồng. Xin trân trọng kính mời ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời ông. So, good afternoon to all of you. So, dear Mr. Hoan, I understand that there is lots of potential in Kanpur City, and I stand by my commitment also. We'll definitely get Indian companies, Indian investors to explore for investment in Kanpur City. I understand that the things became slowed down due to the COVID crisis. Fortunately, Vietnam is opening up. Things are now under control. Maybe from the next new year, we hope to normalize our interaction, meetings, so that both the business people from both sides, they can explore opportunities for partnership, for also investment. I took notice that your wish for cooperation in sector of IT with universities from India and investment in areas like agriculture, food processing, manufacturing, and service sector. I can assure you that once the international travel will be opened up, once the pandemic will be little less, Indian business delegations, they all are ready to come to visit Vietnam. I'd also like to share that yesterday I sat with Ambassador Pham San Chao and dear Consul General of Vietnam in Mumbai with almost 50 investors from Indian Merchant Chamber in Mumbai. We also discussed the same thing that Indian people, Indian investors must explore more and more opportunity in Vietnam in different sectors where they can do. I'm here for 1 year, 2 months. I understand that Vietnam is undergoing lots of transformation. So it has its own place in coming years. I know that from the World Bank data, Vietnam will very soon, by 2050, will be one of the largest economy, the 20th largest economy, leaving behind Singapore, Canada, and Italy also. And there is mutual benefit between Indian companies, Vietnamese companies to develop the supply chains wherever possible to take each other's help in expanding the business, and we'll be there for all of you. So thank you for your office to do this important business event. It also shows that we are coming back to the track, and I am sure once the situation will be better, there will be more and more engagements, more and more meetings. I'll also love to come and visit you sometimes once the pandemic will be over. About the universities, Kanpur universities, I'll tell my officers to talk to Kanpur universities, Kanpur University, and we can start planning for interaction, for training as early as possible. For IT also, maybe I can request your office to plan for a business meeting
and in month of December, if it is okay, and we can plan to invite some 100-150 business members from IT service sector to explore opportunity of investment in Kansas City. So thank you for giving me an opportunity. I am sure some business people are sitting here today for discussion, but from my office, we'll support totally for any kind of project or proposal for investment or business in Vietnam. Thank you, all of you. Xin cảm ơn Ngài Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chương trình, xin kính mời quý đại biểu và quý doanh nghiệp xem video clip giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư tại thành phố Cần Thơ. Thành phố trẻ xinh đẹp, thành phố của sự phát triển nhanh chóng, thành phố của sự yên bình, thành phố của sự hiếu khách, nơi những giá trị truyền thống song hành cùng nhịp sống hiện đại. Lợi thế nổi trội của thành phố là vị trí địa lý chiến lược thuận lợi giao thương với các vùng, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế. Đường cao tốc dự án thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ giúp giảm thời gian di chuyển giữa thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ còn khoảng 1 giờ 30 phút. Cầu Giam Cống đưa vào sử dụng mở thêm một tuyến đường nối Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Dự án lộ tẻ rạch Sỏi nối Cần Thơ rạch Giá Kiên Giang. Đường bộ với 6 quốc lộ kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và các vùng. Trong tương lai, tuyến cao tốc Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh một bài nối liền thành phố Cần Thơ với Campuchia. Thành phố Cần Thơ có 3 cảng biển hiện đại, có khả năng tiếp các tàu có trọng tải lớn đến 20.000 tấn. Đường hàng không, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ kết nối Cần Thơ với các tỉnh thành trong nước và quốc tế. Đường sông với 2 tuyến vận tải thủy quốc gia. Đây là cơ hội để thành phố Cần Thơ tăng cường thu hút đầu tư, phát triển du lịch nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian qua thì với chức năng là hỗ trợ và thực hiện các cái hoạt động về xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại thì Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm của thành phố Cần Thơ cũng đã thực hiện cái vai trò kết nối giữa doanh nghiệp và các cái dự án mời gọi đầu tư của thành phố và các cái cơ chế chính sách ưu đãi của thành phố đối với doanh nghiệp hoạt động tại thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó thì cũng có một cái việc kết nối giữa doanh nghiệp với các sở ban ngành của thành phố trong cái việc thực hiện các cái thủ tục hành chính trong thời gian tới để mà thực hiện tốt cái vai trò của mình đối với các hoạt động về xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại cũng như thực hiện tốt cái kỳ vọng của các cái cơ quan trung ương của chính phủ đối với thành phố Cần Thơ thì trung tâm cũng hy vọng rằng sẽ có ngày càng nhiều hơn nữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư tại thành phố Cần Thơ, tại cái vùng đất Tây Đô bình yên, hiền hòa và mến khách này. Là thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ đang dần khẳng định vị thế trung tâm của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, là đầu tàu, động lực cho sự phát triển của cả vùng. Thành phố được thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, có sẵn các lợi thế đặc trưng để phát triển trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch sinh thái, sản xuất, chế biến nông, thủy sản, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Cơ cấu kinh tế gồm 3 ngành chủ yếu: nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Trong đó, xuất khẩu gạo, cá tra, nông sản chế biến là thế mạnh của thành phố Cần Thơ. Là một thành phố trẻ năng động nên Cần Thơ có lực lượng lao động dồi dào, được đào tạo với trình độ chuyên môn, kỹ thuật, đủ khả năng đáp ứng cho thị trường.
Cần Thơ đang hướng tới là thành phố đồng bằng cấp quốc gia, văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe và văn hóa của cả vùng. Đồng bằng sông Cửu Long thì đây là cái khu vực có thế mạnh về nông nghiệp. Đây là cái vùng cung cấp cái nguồn nguyên liệu khá tốt, chế biến nông thủy sản và lương thực thực phẩm. Lĩnh vực thứ hai của khu vực đó là nguồn nhân lực. Thì như vậy thì trong cái những năm gần đây, cái ngành nổi bật là những ngành phát triển về công nghệ ICT để ứng dụng vào trong mọi lĩnh vực, trong đó là trong nông nghiệp, nuôi trồng, chế biến thủy sản. Những cái ngành mới nổi mới mà các doanh nghiệp quốc tế thường đang rất quan tâm, đó là trong cái ngành dược phẩm và thương mại, du lịch, là những cái ngành mới nổi. Đáp ứng nhu cầu về vốn và tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cần Thơ là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, tập trung nhiều cơ sở đào tạo, đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao. Có một hệ thống mạng lưới y tế đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, thành phố có 9 khu công nghiệp tập trung với 6 khu công nghiệp đang hoạt động với tiềm năng kinh tế đa dạng. Nguồn nguyên liệu phong phú, nguồn lao động dồi dào, nhân công rẻ, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng liên tục tăng, thể hiện sức mua sắm của người dân rất cao, thu hút đầu tư nhiều siêu thị, trung tâm thương mại lớn. Ba chuỗi giá trị sản xuất nông sản chính là lúa, thủy sản và cây ăn trái. There are three major points. First one, the sourcing. The second point is the market. I always take this name, Mekong Delta is a paradise. It's a paradise for agriculture. We can grow fruit 12 months per year. The most important, the people. I mean, Vietnam is fantastic. Vietnam is a country where there is no limit in the fruit, there is no limit with the people. They want to learn all the time. They want to improve their situation. The authorities in general, government, everything, they always support our business, always. Even if we are a small business, we are not a multinational. So this I can thank all the different people I met during the last 20 years. Là thành phố Tây Đô xinh đẹp với con người mến khách, ẩm thực hấp dẫn, hệ thống sông ngòi chằng chịt thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái. Nhiều điểm đến thật sự ấn tượng với du khách trong và ngoài nước, mang đến nhiều trải nghiệm đặc trưng thú vị của miền Tây sông nước. Thành phố đang được đầu tư nhiều resort, khách sạn cao cấp, sẵn sàng phục vụ nhu cầu du khách ngày một tăng cao. Trong tương lai, Cần Thơ sẽ có bến cảng du lịch quốc tế, đón nhiều du thuyền cao cấp trên thế giới đến thưởng ngoạn dòng Mekong hiền hòa, cũng như thành phố Cần Thơ duyên dáng bên dòng sông Hậu. Cần Thơ có cái vị trí, vai trò quan trọng đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, là đầu mối quan trọng về cái giao thông vận tải, là địa bàn trọng điểm về chiến lược quốc phòng an ninh, luôn được đảng, nhà nước ưu tiên trong cái chính sách đầu tư và phát triển. Rồi Cần Thơ có nhiều cái tiềm năng lợi thế và nằm ở vị trí trung tâm và là cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong, có cảng hàng không quốc tế và cảng biển. Đồng thời là con người Cần Thơ thì với các cái đức tính trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch, và đây là cái nét văn hóa của người Cần Thơ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thì người Cần Thơ luôn coi trọng chữ tín và luôn mong muốn duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững với các đối tác. Tôi cho rằng đây là cái nét văn hóa đặc trưng của người Cần Thơ và cũng là điều mà Cần Thơ trân trọng giữ gìn. Và thay mặt cho chính quyền thành phố Cần Thơ, tôi xin cam kết với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư
Cần Thơ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đến đầu tư và phát triển lâu dài, ổn định, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút các cái nguồn lực đầu tư phát triển, xây dựng Cần Thơ có trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước, vùng đồng bằng sông Cửu Long và là nơi đáng sống cho các nhà đầu tư và người dân và là điểm đến tin cậy, hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Thành phố Cần Thơ phát triển hiện đại nhưng vẫn gắn liền với thiên nhiên. Cần Thơ là một trong những thành phố đáng sống của Việt Nam. Với vị thế luôn nằm trong top đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng như top địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất cả nước, kết nối giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng hiện đại. Thành phố Cần Thơ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất, cung cấp dịch vụ tốt nhất để chào đón nhà đầu tư và doanh nghiệp phát triển. Xin trân trọng kính mời ông Pratit Navan, Cổng Thông tin Thương mại Ấn Độ, Liên đoàn các tổ chức xúc tiến xuất khẩu Ấn Độ, phát biểu cập nhật thông tin thị trường xuất nhập khẩu Ấn Độ với Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông. Hello. Am I audible? Yes, sir, you are. Yes, okay. A very good afternoon to all of you. And greetings from Federation of Indian Export Organization, New Delhi, India. Very good afternoon, Dr. Sethi. First of all, on the behalf of Federation of Indian Export Organization, I would like to thank Dr. Madan Mohan Sethi, Council General of India, Ho Chi Minh City, and all senior officials from Embassy for inviting us for giving a briefing about the India and Vietnam's trade relations. I would like to also thank the senior official from Kanto People's Committee, Vietnam, for inviting us for this meeting. Before discussing, I just wanted to highlight about some important things about our organization, that Federation of Indian Export Organization was established in 1965. And this is the largest apex export promotion body of India, which cover the where we having the more than 30,000 members, which deals in the multi-product category. FIO is also the designated authority for the status holder exporters who having the nearly $2 million exports in the last 2 years, as well as they also serve the purpose of the multi-product category exporters. FIO provides a crucial interface between the centers and state activities, financial institutions, ports, railways, and transport for the export trade facilitation. It also serves the high-level committee constituted by the government of India for facilitation of trade. I urge everyone to visit our some few platforms, which is the IndianTradePortal.in. Which is the one-stop information trade portal about the India's FTA rates and India's partners' FTA rates, as well as what are the market access requirements while you entering into India or when you are exporting from India. You can also explore the our next platform, that is Indian Business Portal, which where we have tried to give the online digital stores for the small businessmen, artisans, farmers, so they will also get the digital visibility. And we have recently, due to pandemic, we have seen there is a shortage of container. There is a lot of issue while arranging the containers. So we have created the new platform, that is Ease of Logistics Business, where you can find the one-stop solutions for logistics facilitations from India. So, just last, we have to highlight that we have more than 100 MOUs with the International Chamber of Commerce, and we keep organizing the B2B meetings internationally, and we take the delegation from India to foreign countries. FIO is also partner with the Enterprises Europe Network for assisting the MSME to access the European market. While coming to the bilateral trade between India and Vietnam, I'm proud to say that historically India and Vietnam have shared the warm, friendly relation
based on mutual trust, goodwill, and strategic convergence on several global and regional issues. From last two decades, the bilateral trade between India and Vietnam has shown the significant scope for trade with the pharmaceutical product, oil, gas, and IT services. Vietnam has emerged as the alternative China plus location for businesses, including the Indian investors, relocating their production hubs. Despite of COVID-19, India and Vietnam are able to maintain their high-level engagement in trade. If we see in the last 10 years, the India-Vietnam bilateral trade had grown steadily, and it has reached to the $10 billion US dollar in 2020 from US $5 billion from in 2011. For India, Vietnam is the 15th largest exporting destination and third largest destination in ASEAN after Singapore, Indonesia, and Malaysia. If you speak the products from India that in India's export basket from Vietnam includes the bovine meat, fishery products, corn, steels, pharmaceuticals, cotton, and machinery. Whereas for India imports from Vietnam mostly of the electrical products, mobile phones, equipments, computers, electronic hardware, natural rubber, chemicals, and most important, coffee. So I would like to also highlight that India is a vibrant democracy and favorable for the ease of doing business environment to attract the foreign direct investment in India. I would like to highlight in 2021, India had jumped for the 46th rank from 81 in Global Innovation Index and 63 from 142 from World Bank's Ease of Doing Business ranking in the last 5 years. So you can see that how the Indian government is opening the market for India for the foreign direct investment for manufacturing in India. In recent years, if you see the Vietnam's manufacturing industry has rapidly emerged as a highly effective location for incoming electronics and telecommunication manufacturers who are relocating from China to increase the increase the cost and US-China trade war. And I would like to also highlight that Vietnam has managed to retain the confidence of the during the efficient containment pandemic. I would like to also highlight that India has this significant expertise in IT services, pharmaceuticals, oil and gas, which can significantly benefit to Vietnam. Additionally, there are export opportunities from India, that is in zinc, iron, steel, and man-made staple prices from India to Vietnam. There is a notable scope for the development of services related to wholesale, retail trade, transportation, and storage business support, along with the trade opportunities in cotton and knitted clothing. So with this, I just would like to highlight some investment opportunities in India that India has created, taken several initiatives to attract the FDI FDI inflow in the country. So India has relaxed some FDI norms across sectors such as defense, public sector unit for oil refineries, telecom, power exchanges, stock exchanges. And if I give the examples about the FDI, that government has announced now 100% FDI in atomic route, which was earlier 49% in telecom sector. Similarly, India has opened the FDI up to the 74% in insurance sectors. And recent, I would like to share the success story of the Samsung company, where the government of Uttar Pradesh agreed to provide the Samsung Display Noida Private Limited with special incentive to set up a mobile and IT product manufacturing unit. Under the central government scheme, the promotion of manufacturing electronic components and semiconductor, the Samsung will also receive financial assistance, approximately $62 million from Indian government. The project is basically will develop a global export hub in Uttar Pradesh and will also help the state to attract more foreign direct investment in India. Recently,
our Indian government has announced production linked incentive schemes, basically the schemes is to make India a competitive player in global market and boost the domestic manufacturing and export. The PLI scheme aims to give the companies incentives on their incremental sales of products manufacturing in domestic units. I would like to highlight that the schemes are basically currently announced for the 10th sector. The first one, we can say that's advanced chemistry cell. So that's ECC. This will support the battery requirements towards the electronic vehicles and renewable energy power grids in that. This scheme is also announced. The second one is announced for the electronic and technology product, to basically incentives given to the boosting domestic manufacturing in India. And the product, if it includes that semiconductor fabs, display fabs, laptops, digital notebooks, servers, IoT devices, and computer hardware. The similar scheme is also offered for the automobiles and drones, where the Indian government wants to promote the electrical vehicles and advanced automotive technology components to be get manufactured in India to reduce the import dependency. Also, the fourth sector is what the telecom, where the manufacturing India wants to become a manufacturer of the telecom and networking equipments, to which will definitely automatically offset the heavy reliance on the imports of the telecom products. The fifth one is the pharmaceutical drugs. Definitely, we have seen that India has shown the robust exports for pharmaceutical products. And Vietnam is also a major importer of this pharmaceutical. So even I would like to invite the Vietnam's investors in India to invest in the, let's say, biopharmaceuticals, then active pharma ingredients, as well as the anti-cancer, anti-diabetics, anti-infective medicines, which you can produce and you can avail this PLI scheme. The Indian government also extended this PLI scheme to the textile product, but the textile product should be the manufacture from the man-made fibers as well as the technical textiles. Of course, this scheme is also available for the food processing, but the aims is to that in there should be a contract manufacturing and domestic manufacturing in India. Also, you have seen the scheme is also extended to solar PV modules. Currently, the India is largely relies on the imports of solar PV modules and sales. So extending this scheme to this sector, so the objective is that there should be the reduce of import dependency in a strategic sector like electricity. The last one, this sector is the scheme is also extended to the specialty steels. The import of specialty steels entails a large outflows of foreign exchange at present. So the scheme aims to tackle this issue at its roots by the promoting end-to-end manufacturer. Lastly, I would like to also highlight that India has a very strong FTA network. In fact, we have a FTA with the ASEAN countries, and we have a bilateral FTA with Malaysia and Indonesia. And the India get more than preferential access to more than 50 countries currently. So there are some FTAs in our pipeline that the government has set a very aggressive timelines to agreement to conclude this agreement by 2023. By targeting the exports of 500 billions from India. So there are some FTAs in pipeline with the Comprehensive Economic Partnership Agreement with UAE, which we are planning to conclude by 2022. We have a planning an FTA with UK. There is a ongoing discussion with the Australia. There is an ongoing discussion with the Israel. Recently, we also concluded the FTA with the Mauritius. So here, I would like to invite the Vietnam investors to India, where you can also explore the incentives from government of India if you really look for the value addition in the manufacturing sector in India.
So with this, I would like to conclude my... Thank you so much. Xin cảm ơn phát biểu của đại diện Liên đoàn các tổ chức xúc tiến xuất khẩu Ấn Độ. Và tiếp theo chương trình là phát biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp Ấn Độ và doanh nghiệp thành phố Cần Thơ. Trước tiên, xin kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn trái cây Mekong phát biểu chia sẻ kinh nghiệm. Xin kính chào ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Ông Madan Ho Mohen Sethi, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị đại biểu tham dự. Đầu tiên, công ty trách nhiệm hữu hạn trái cây Mekong xin cảm ơn chính quyền thành phố Cần Thơ và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cái hội nghị ý nghĩa này. Kính chúc quý vị sức khỏe. Thì trước mắt công ty trái cây Mekong là đối tác đã từng đã và đang hợp tác với xuất khẩu trái cây sấy khô qua thị trường Ấn Độ. Thì công ty xin có một giới thiệu sơ bộ về công ty. Thì công ty trái cây Mekong tại thành phố Cần Thơ là doanh nghiệp, là nhà máy chế biến và xuất khẩu trái cây sấy khô, trong đó là sản phẩm chính là như là mít, chuối, khoai lang, môn. Hiện nhà máy là năng suất hoạt động là thành phẩm là 150 tấn một tháng. Và những chứng nhận đã đạt được hiện tại là HACCP, ISO 22000 và FDA. Hiện tại công suất hoạt động sức bình quân hàng tháng mình là 110 tấn trên tháng. Và trong đó thì thị trường Ấn Độ chiếm khoảng 10%. Thì mục tiêu tự tin trong năm 2023 thì sẽ là tiến tới khoảng 30-40%. Thì ngoài qua các thị trường khác trên thế giới thì khoảng tầm hiện tại là 80, và thị trường lìa là khoảng 10%. Thì chú Mark xin chia sẻ về cái khó khăn vừa qua. Thì sau cái đợt dịch mà Covid thì ở Cần Thơ mất khoảng 10.000 ca, thì nó cũng làm cho cộng đồng doanh nghiệp của thành phố Cần Thơ là gặp nhiều khó khăn trong cái sản xuất và triển khai đơn hàng, thậm chí có thể bị hủy đơn hàng. Nhưng mà doanh nghiệp chúng tôi thì vẫn là luôn ủng hộ và tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền thành phố Cần Thơ để chung tay đẩy lùi dịch. Thì kính thưa quý đại biểu, trong cái đợt dịch thứ tư này thì doanh nghiệp cũng ghi nhận những hoạt động mà tích cực từ chính quyền thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ. Nhất là khi dịch xảy ra thì doanh nghiệp đã hỗ trợ, chính quyền thành phố đã hỗ trợ nhanh cái khâu thủ tục để doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa nó nhanh chóng và xuất hàng nhanh nhất có thể. Thứ hai là tại doanh nghiệp thì là đã hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn nhiệt tình để và kịp thời để doanh nghiệp có thể làm việc là ba tại chỗ để tiếp tục sản xuất và chống dịch. Và điều quan trọng hơn thứ ba đó là mặc dù là không có tổ chức những cái hội nghị hội thảo thực tế, nhưng mà đã trước những hội nghị kết nối giao thương online để doanh nghiệp có thể là kết nối được các ban ngành và đa dạng hóa cái đầu ra. Đồng thời thì cái yếu tố lâu dài thứ tư đó là Ban quản lý khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ đã tổ chức kịp thời tiêm vaccine đầy đủ cho những công nhân viên tại nhà máy để có thể hoạt động sản xuất tốt nhất có thể. Bên cạnh những cái đó thì có những khó khăn trong quá trình vừa sản xuất vừa chống dịch. Thực tế của doanh nghiệp như sau: là thứ nhất là mình không có tổ chức thời gian để mà kịp thời, do doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng từ những doanh nghiệp bạn là họ bị nhiễm Covid, thì cả khu công nghiệp nó bị phong tỏa, nên là doanh nghiệp cũng phải phong tỏa một thời gian, thì là dẫn tới là hàng hóa cũng bị tồn. Thứ hai là trong quá trình mà xuất hàng thì dịch bệnh thì nó cũng ảnh hưởng, doanh nghiệp cũng bị chậm trễ trong quá trình di chuyển hàng, vận chuyển hàng hóa và thông quan, nó khoảng tầm từ 2-3 ngày.
trong theo so với quy trình bình thường. Kế đến là về vấn đề vận chuyển, là vận chuyển về nguyên liệu thì tăng cao và dễ xảy ra hư hao, lý do là doanh nghiệp chế biến trái cây sấy tươi nên là sấy khô, nên là cái hàng nguyên liệu là hàng tươi, nhưng mà trong quá trình dịch bệnh thì rất nhiều chốt kiểm dịch dẫn tới là doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa về kho nó chậm hơn và có thể là rủi ro hư hỏng cao hơn. Vậy và thứ cái đến là chi phí vận chuyển trong nước cũng tăng khoảng từ 20-50%, và đặc biệt là tàu container thì là thiếu, và thứ hai là bị chậm trong cái quá trình vận chuyển, và cước tăng khoảng từ 200% trở lên. Và đặc biệt là về cái thương mại giữa Cần Thơ và Ấn Độ thì mình cũng phải hạ bãi các lái, nhưng mà là khi mà vận chuyển từ trực tiếp từ Hồ Chí Minh mà đi đến đến Ấn Độ thì nó cũng phải qua những cảng chuyển tải, dẫn tới là hàng hóa cho đối tác nó cũng chậm hơn bình thường khoảng từ 5 tới 10 ngày tùy theo cái tuyến đường. Thì qua những cái kinh nghiệm doanh nghiệp đã hợp tác với cái đó Ấn Độ thực tế, thì doanh nghiệp Cần Thơ xin có một số ý kiến góp ý như sau. Thứ nhất là xin phía Ấn Độ, phía lãnh sự quán Ấn Độ và doanh nghiệp thành phố Cần Thơ còn là cùng nhau tổ chức những cái hội, sorry, là xin cùng nhau tổ chức những cái hội chợ quốc tế sau đại dịch, và đặc biệt là phải mời được những nhà nhập khẩu và xuất khẩu trực tiếp và uy tín từ Việt Nam sang Ấn Độ và ngược lại. Song song với đó, song song với những nhà nhập khẩu và xuất khẩu hoặc là phân phối trực tiếp giữa hai bên, thì phải có những tổ chức mà để tạo cái niềm tin và an toàn cho giao dịch giữa hai bên, đó là tổ chức kiểm định kiểm dịch ngân hàng, hải quan, và đi theo để tạo cái để kết nối hai bên cho chặt chẽ hơn. Đồng thời thì tôi cũng may mắn đi qua Ấn Độ vào tháng 10 năm 2020, thì nhận biết được là cái văn hóa của Việt Nam và Ấn Độ thì nó cũng rất là gần gũi với nhau, nên là nếu mà chính phủ Việt Nam và Ấn Độ như là chính quyền Cần Thơ tổ chức những cái marketing về văn hóa và sản phẩm của hai nước, thì để cho người tiêu dùng họ hiểu và dễ tiếp cận hơn với sản phẩm của hai nước, thì sẽ tự tin là việc mua bán giữa hai bên nó sẽ thuận lợi. Thì trên đây là một số ý kiến của doanh nghiệp Trái Cây Mekong Công. Thì xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc các lãnh đạo, quý doanh nghiệp và toàn thể quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, và chúc hội thảo thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và kính chào. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của quý doanh nghiệp. Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dầu gạo CTA Hemrai chia sẻ kinh nghiệm. Hi. Hello, can you hear me? Yes, madam. Okay, I see myself now. Okay. A big hello and a very big sin chao to all of us here. My name is Surbhi Bachavit Setia, and I'm so grateful to share with you that Sadek Domthap is the seventh city I'm living in the world. It's also where I picked up my latest passion, aerial anti-gravity yoga. I would like to thank His Excellency Dr. Sethi, Consular General of India in Ho Chi Minh City, for giving me this honor to speak at the prestigious occasion today, and the head of the People's Committee in Kanthar City, as well as Kanthar Promotion Agency and Kanthar Trade Promotion Center, Promotion Chamber. Hope all of you are doing well and keeping safe, because COVID is not yet over.
I'm thankful to my early life experiences at St. Xavier's Bombay, my time in Chicago with the best consulting firm called McKinsey & Company, and also my MBA from Boston in entrepreneurship with merit scholarship. At the age of 23, I moved to New York to work with the United Nations, where I delivered the closing address for the strategic conference that discussed ways to inculcate and improve unity in cultural diversity across nations. Learnings and foundation building at these places is what has really helped me and my husband in the challenge-filled journey that we did not know was going to be the case in Vietnam, and that we'll hear about today, as well as the measures we took to control all the problems that came about. So having loved adventure of all kinds, my husband and I embarked on this adventure about 3 years ago to establish an edible oil manufacturing industry here in Vietnam. Now we produce very, very proudly high quality rice bran oil in the economic sub-region of the Mekong Delta. Our parent companies in India have been pioneers of the rice bran oil industry 35 years ago. Rice bran oil is a unique vegetable oil produced from the outer brown layer of rice. It is regarded as one of the healthiest heart oils in the world. Today, I'll be representing the Indian investors in Vietnam to share the problems we faced and the measures we took to recover production during COVID-19. I also want to really thank the local governments in Vietnam, in the Mekong Delta, especially Mr. Nghia, chairman of the Provincial People's Committee, and the director and deputy director, Mr. Kung of Economic Zone, and all the other agencies that have always welcomed us with open arms. And now surely that's changed to the elbow bumps instead of hugs because of COVID. I want to just share a quick link about one of the visits of Mr. Nghia, among many visits to our company. I've sent it on the chat right for us, for everyone to see. So you can see the link while I'm talking about, you know, our experiences. So one of the first problems that we faced last year in October 2020 itself was inter-country travel, where we brought about 50 experts to India from Vietnam. While, you know, with false positive scares to group quarantining of 75 days instead of original 14 days, arranging Indian hot cooked food to suicide scares to all the company heads sent to quarantine, including me and my husband, to quarantine zones, also known as khukatlis, which we'll never forget that word. Safe to say, we can open multiple quarantine touch me not service hotels of our own now. Second problem we faced was this one, which talks about a date that I will never forget. It was the 1st of July, 2021, some months ago. Within 10 minutes, our company's internal core team discussion in the evening, we took a decision to take our entire company into lockdown, like the 4T, Bom Tai Cho, which is eat, sleep, work, and medical requirements all at the same spot. That is at the production site inside the industrial zone, which also means for over 100 days, nobody meets their family, nobody steps out of the company, all of that, including all of us, which also means the medical doctor was kept on site. So this was a decision that we took as by ourselves for our company, even though the government had not told us to do. However, it was a very wise decision because there were cases found around us within the next 4-5 days, which if we had not controlled our lockdown situation in our company, you know, God forbid the cases would have come from our company as well. And that would have created even more havoc. So within 7 days of our internal decision of taking everybody into quarantine, even the governments had announced countrywide, like citywide lockdown, and even Ho Chi Minh City went into lockdown soon after. Another reason why July 1st, 2021 is a very important date here and very relevant to this discussion is that's when our production trial started officially. So speaking of production trials at such a crucial time,
the intra-country and inter-country related lockdown led to labor shortage, raw material and related materials shortage. There were disturbed finished product demand due to problems in all industries that are related to ours. Also, highly disturbed transportation regulation, just like the man before me just mentioned so many different problems that he faced as well. There was grocery pricing logistics for about 150 to 200 people, which we had never done before in a foreign country. Inter-country courier blockages. So it sounds like a small thing, but even to send some documents, bank documents from India to Vietnam, from Vietnam to India was really a task. We had to establish new business relationships with, you know, our potential customers that we had not even done business with before, because we had just about started production trials, not even gone into full-blown production. So we had to do those business, relationship building over phone calls, that too in Vietnamese, instead of a cafe or a dinner that we would generally meet for and, discuss and get to know each other better. And that too, to buy our trial product, which was not perfect as like the final product yet. Thankfully, now it is. Our team had to hire and retain regular, very, very regular, okay quality labor, interchange some labor from different companies with each other, depending on the skill that that company had versus the skill that our company required. We were sharing, labor and sharing all our material requirements across within the industrial zone, because that was allowed and we could not step out of the industrial zone. But for example, there was another big issue that happened in that case was all the psychological issues that all the individuals in the company were facing because they could not meet their families for so long. So we had to literally sit them down and give them pep talks, very casual talks, and make them feel better that they had not met their families, even though we hadn't met ours in 2 years. That was very a big learning experience. Once my HR manager asked me whether I'm tired, and all I said was no with a smile. But in my mind, I thought to myself, with tears rolling down my cheeks under the mask, which I think she could not see, I said to myself, I'm not allowed to right now get tired. So I just have to go do what we have to do. And, it's a war zone. We have to do whatever we have to do. But there was a lot of support from our agencies and from all these government officials, which really kept us going, as you would have seen in the link, one of many links that I shared right now. I mean, we could not even visit hospitals for non-COVID situations. Like even if you had a common cold or a cough, or even a bigger health problem, you could not go to the doctor because you cannot step out of the industrial zone itself or even the company itself. So then we had to manage with our first aid. We had to improve our first aid. We had a doctor on site, so that really helped. All of this to be doing in Vietnamese was really, really very interesting, actually, that we were able to manage it. These are moments when you realize that you really have so much strength within yourself, where for all of us, all of you sitting over here in the screen that I see, everybody wearing masks, it's not the most comfortable to be wearing masks. All our doctors across the world, in fact, doing all their bit that they can to improve the situation, bit by bit. And I think we'll see the light at the end of the tunnel soon. There was another, so for example, even as we speak, I'm in India right now. I've come to India after 21 long months. And my husband is still in Vietnam. My brother is getting married in 2 weeks, but my husband does not have approval to get back to Vietnam once he comes to India, and I don't have the approval to go back to Vietnam as of now. But I'm sure that, it will happen all in good time. We will be able to attend the wedding. We will be able to manage all the work from here in Vietnamese. I think that's sort of all the things that I wanted to share. And just at the end of it, say that these all pointers are just the tip of the iceberg that all of us have experienced, not just me. All of us sitting here have had our own journeys through, these last couple of years, and still maintaining our business, still keeping that smile, still, going about life as we normally would, which is really very commendable, I want to say, for each person who really can,
explain to themselves that, yeah, it's okay. We still have to earn. We still have to do our work. We still have to provide employment, still have to take care of our country, our family, and, you know, finally the world. It takes some time, but once you focus only on finding solutions to the problems, it gets easier that way. I'm actually surprised I'm able to put some of this in words today, and I thank all of you for listening in. It's been a power-packed journey of blood, sweat, tears, sleepless nights, and working 7 days a week over the past few years at a stretch. But the strong faith, hope, and thrill of these tough situations going away soon, what will keep us, is what keeps us waking up every single morning and bringing a smile to our face. And the idea to do all of this is with a smile on our faces and hearts, because after all, Vui Lachin, Faikam. Thank you very much. Cảm ơn nhiều. Xin cảm ơn ý kiến của quý doanh nghiệp. Trước khi chuyển sang phiên kết nối doanh nghiệp, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, phát biểu kết phiên. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa Ngài Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa toàn thể quý vị tham dự cái cuộc hội thảo trực tuyến hôm nay. Thì qua hơn một giờ trao đổi và thảo luận, qua cái ý kiến phát biểu đầu tiên của thành phố Cần Thơ, đặc biệt là cái ý kiến phát biểu của Ngài Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như cái giới thiệu tiềm năng qua cái video clip của Cần Thơ và cái giới thiệu về cái tiềm năng lợi thế của liên đoàn các cái tổ chức xúc tiến Ấn Độ, thì đặc biệt là qua cái chia sẻ về những cái thuận lợi, cái khó khăn của hai cái doanh nghiệp của Ấn Độ, của Việt Nam là xuất khẩu sang Ấn Độ, mà một cái doanh nghiệp của Ấn Độ hoạt động tại Đồng Tháp. Thì qua cái trao đổi như vậy thì chúng ta thấy rằng cung cấp những cái thông tin, những cái thế mạnh, những cái tiềm năng cũng như là cái cơ hội về cái trong cái tương lai, cái hợp tác xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp của Ấn Độ cũng như các cái doanh nghiệp của Cần Thơ và trong cái thành phố Cần Thơ. Thì đặc biệt là thay mặt thành phố Cần Thơ thì cũng chia sẻ những cái khó khăn của cái hai doanh nghiệp phát biểu do cái đại dịch, thì cũng mong rằng hai cái doanh nghiệp và một số các cái doanh nghiệp thì cũng cố gắng vượt qua, thì cũng như Việt Nam thường nói thì biến những cái khó khăn, những cái thách thức thành cái cơ hội trong cái đại dịch này. Thì về phía Cần Thơ thì xin kính thưa Ngài Tổng lãnh sự với các doanh nghiệp, thì thành phố Cần Thơ chúng tôi sẽ cam kết rằng là không những trong đại dịch mà trong mọi điều kiện, trong mọi nơi, thì thành phố Cần Thơ sẽ tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất cho các cái doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Cần Thơ, thì trong đó đặc biệt là cái doanh nghiệp của Ấn Độ sẽ tạo mọi cái điều kiện thuận lợi làm sao để các cái doanh nghiệp xúc tiến cái đầu tư. Thì chắc hôm nay thì cái thời gian có hạn, thì xin phép Ngài Tổng lãnh sự, xin thay mặt thành phố Cần Thơ xin kính chúc Ngài Tổng lãnh sự cùng gia đình và tất cả các quý vị tham dự, đặc biệt là các cái doanh nghiệp, luôn luôn là sức khỏe, luôn luôn là hạnh phúc và thành công, và chúc cho cái việc hợp tác và đầu tư giữa thành phố Cần Thơ cũng như các cái doanh nghiệp của Ấn Độ là phát triển mạnh trong cái thời gian tới, và xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hồng. Kính thưa quý vị đại biểu, bây giờ là thời gian kết nối giao thương. Xin mời các doanh nghiệp Ấn Độ và doanh nghiệp thành phố Cần Thơ sẽ trao đổi trực tiếp về nhu cầu hợp tác. Xin kính mời quý lãnh đạo và quý đại biểu nghỉ. Xin chuyển phần điều phối phiên kết nối giao thương cho phía Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ sẽ điều phối. Xin chân thành cảm ơn.